Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Demo Bonsai và tổng hợp cuộc sống. Ngày hôm nay mình xin review lại một cái cây hiệp quế của một cái kênh trên YouTube mà một người anh đã chia sẻ cho mình. Và hôm nay mình sẽ review lại cho các bạn xem kiểu dáng như thế nào nha các bạn. Và đây là cái cây nguyên bản của nó nha các bạn. Cây nguyên bản của nó như thế này. Thì cái cây này của cái kênh là Anh Đông ha. Thì cái cây này mới là cây phôi thôi. Thì mình bây giờ mình sẽ review lại cho các bạn xem cái kiểu dáng nó như thế nào ha. Xem nó coi nó có thích hợp với cái dáng của nó không ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha các bạn. Và đây là cái cây hồi nãy mình đã xóa phông trước rồi nha các bạn, để đỡ mất thời gian hơn. Và theo như mình định hình là cái cây này có cái dáng đổ ha. Mình vẽ theo cái dáng nó đổ xuống nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu. Và cũng có một số anh em hỏi mình sử dụng app gì để vẽ và chỉnh sửa ha. Thì cái video trước thì mình cũng đã hướng dẫn, và bây giờ mình cũng đã nói thêm luôn là cái mình không có chỉnh sửa qua app nha các bạn. Mình chỉ vào cái nơi lưu trữ ảnh của máy á. Tùy theo cái loại máy thì nó có để là bộ sưu tập ảnh hoặc album ảnh không quan, nhưng mà cái máy mình thì để là album ảnh nha các bạn. Và các bạn vào đó và các bạn chọn cái tấm ảnh mà mình cần chỉnh sửa ha. Rồi mình nhấn phía dưới của cái tấm ảnh đó là đã chưa sửa, và mình tiếp tục chọn vào vẽ nguệch ngoạc ha. Rồi sau đó các bạn trước tiên là các bạn xóa phông, là các bạn chọn cái màu trắng. Cái video trước mình cũng đã hướng dẫn, các bạn có thắc mắc gì thì xem lại video đó với mình ha. Rồi mình xóa phông xong rồi cái mình chọn màu, mình vẽ thân và mình vẽ lá và mình lưu lại thôi. Mình chỉ sử dụng bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh của máy chứ mình không có dùng map nha các bạn. Và sau khi mình đã vẽ xong thì mình đã lưu lại rồi nha các bạn. Thì bây giờ tác phẩm của mình đã thành công ha. Thì theo như cái ý tưởng của anh đó là để cho một cái chùm như thế này, để trên miệng luôn. Và theo như ý tưởng của mình thì mình sẽ cắt cái phần miệng ra, mình sẽ để cái cây ở dưới nhìn nó sẽ tự nhiên hơn nha các bạn. Thì mỗi người mỗi ý tưởng, mỗi người mỗi ý thích thôi. Cái đó là quan điểm gì của mình. Thì các bạn có ý tưởng nào hay và cái kiểu dáng nào thích hợp như hơn như thế này thì các bạn hãy cho một ý kiến và đóng góp với phần bình luận nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình ngày hôm nay nha. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc thật là vui vẻ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón nhận những cái video tiếp theo của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn.